Cái điều duy nhất và bất hạnh nhất của một người đàn bà là không có tiền để lo cho các con. Và cái duy nhất mà em phải quan tâm và em phải đau đầu, em phải rơi nước mắt là người sinh ra em và người em sinh ra. Là mẹ đơn thân không hề đáng sợ. Cái điều quan trọng nhất, không quan trọng bố nó là ai, quan trọng nó là giọt máu mình đẻ ra. Và bản thân chị đây đang là mẹ đơn thân nuôi ba đứa con và là ba thằng con trai. Bản thân chị đứng về với cái góc nhìn khách quan nha. Nó không phải là góc nhìn về phiến diện, về một phía rằng là một phía phụ nữ. Chị cũng có nhiều cái vấn đề trong quá khứ về từ phía chị thôi. Thì với hai lần hôn nhân đổ vỡ thì chị khuyên em một câu rằng là gì? Là mẹ đơn thân không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất em biết là gì không? Là em không có tiền. Và mày cũng không cần phải khóc đâu. Nước mắt chỉ dành cho những thứ xứng đáng. Khi mà em phát hiện rằng chồng em có bồ, chồng em phản bội em, cái điều em làm là em nên cười vào mặt nó, chứ không phải em rơi nước mắt. Em có thể khóc ở đây với chị, em có thể khóc một mình, nhưng trước mặt mẹ em, trước mặt các con này và trước mặt chồng em không được phép khóc. Em lại phải càng đẹp lên. Ngày mai tao cho mày tiền, mày đi làm tóc, mày đi mua quần áo đi. Tao cho mày lương, mày mua sắm đi. Hãy tiêu vào bản thân mình đi. Tại vì bản thân mình mà mày tiếc, thế mày có nghĩ rằng là ở một đêm nó ra khách sạn nó ngủ thì ít nhất tiền phòng cũng phải tầm triệu mấy, 2 triệu, đúng không? Thì bây giờ mình tiếc một bộ quần áo để rồi mình tàn tạ. Bản thân mình không yêu thương mình thì làm sao mình bắt ai yêu thương mình được. Cái điều này chị không cổ suý cho việc là em coi thường đàn ông hay là cái gì nhá. Mặc dù đây cũng là một cái câu chuyện của em như thế này, nhưng mà chị không cổ suý nha. Chị không cổ suý việc coi thường đàn ông, vì bản thân chị cũng đến giờ phút này là chị đang được dựa vào, mặc dù không phải là vật chất, nhưng chị được dựa vào bởi tinh thần. Và lần đầu tiên chị được cảm thấy chị là một người phụ nữ. Thì đương nhiên là cái việc người đàn ông bên cạnh mình quan trọng. Thế nhưng nó phải là người xứng đáng. Phải thực sự là xứng đáng em ạ. Chị đã yêu là chị cũng yêu điên dại mà, cũng chứng kiến chị rồi mà. Thế nhưng dứt là chị dứt luôn. Em thấy người đàn ông nào mà chị đã dứt rồi, một thời gian sau sẽ rất là ân hận. Thì em hãy chứng minh bằng cách em hãy xinh đẹp, em hãy nhiều tiền, cho thấy rằng là không có mày tao ổn. Và một câu này, nhất định mình phải ngon hơn con là mình ghét.